Xin chào anh em. Chiếc limited để ngay đường đi, đi qua lại thấy thấy phê quá rồi, review cho anh em tự cảm nhận nha anh em. Xem rồi tự cảm nhận luôn nha anh em ơi. Mấy cái nhựa này nó còn zin nữa nè. Hết biết chưa nào? Đẹp anh em ha. 2006 tới giờ nước gì là ok quá rồi. Quá ngon. Máy nó coi sạch sẽ nè mẹ, sạch sẽ sáng im dinh. Lý về tình mâm này cảm giác như có bắn lại anh em. Mâm đẹp quá vậy ta. Thái Lan ha, 2006 là mâm của nó là. Máy này có thay nè, gù bao da để thắng. Máy này zin nè, ha không có chạy với nó hơi hơi bay chút xíu nè. Còn cái này đỏ quá như là cái này thay mới. Mấy cái này còn nói chung dàn áo có chỉnh nha em ha, chỉnh cũng ít ta. Còn cái hông này zin nha, máy dữ lắm vậy nè. Thằng mà mẫu này nhỏ này gắn kiến hậu zin nó đẹp lắm anh em, gắn kiến hậu zin nó dựng nó đẹp lắm. Hết biết cái máy luôn. Mâm nó sơn zin nữa nè, đây nè,
mâm trước này sang dinh, ở đằng sau hình như có thấy nó có dặm hay bóng bóng xương xương nhẹ nhẹ vậy đó. Riêng đó thì nó hộp, anh em thấy không nè, đó, anh em thấy nhám nhám hộp, cái này thì chưa có bắn nè, đâu đó rõ ràng như nè, được thì mua, đó, còn máy thì khủng long luôn, máy khủng long luôn, còn như gì mấy chân ha, gì hết. Gấp đùi gà là tạt ra bên điện bên nồi còn đến hết ốc sáng chưng. Nói chung mua cái xe mấy cái này thì từ tay của anh em xài ra thì nó không có dữ đâu nè, phải chỉnh chu lại, nhiều khi trong quá trình xài thì chạy chỗ này kia đầu người ta cũng đâu coi tới đâu, bây giờ mình chỉnh lại cho nó đẹp lại, về cửa hàng mình làm cho êm lại. Quan trọng máy móc, mua máy móc với cái chất xe rồi nó ok vậy nè. Xe này đậu lâu chứ không ai chạy, chắc tí để uống cà phê dòng quá nè, lấy chạy cho nó bình bọng rồi nó sạc vô nó điều ga ra. Hồi năm đó mà thiết kế xe nhìn nó hít mắt quá nè em ha, có kết, có chữ V, bộ body kit, anh em nào kết thì alo phép nha nè, 0948 669949 nha nè, Facebook, Zalo đều số đó luôn.